cực kỳ cay đắng trước Saigon Heat tại CIS. Như vậy ở tình huống tip off đầu trận thì Hà Nội Buffaloes và Catfish đều đang rất nguội tay ở khoảng thời gian đầu tiên của trận đấu này. Pha spin move rất hay và Yevhen Chanyuk vượt qua được sự VBA mùa này. Dakota Jinser cũng vậy. Và đó là pha solo tuyệt vời của Dakota Jinser. Gần 3 phút rồi. Và bất kể ném xa hay ném gần, dưới rổ hay là xa rổ, dừng đáy bằng. Đó chỉ là tay của David Patterson. Và dừng đáy bằng với những pha ra tay lạnh lùng quen thuộc. Dakota Jinser. Pha block rất hay của Hassan Thomas. Chưa mang lại nhiều hy vọng cho cổ động viên của đội bóng thủ đô. Điểm số gạch dành cho các ngoại binh của Hà Nội Buffaloes. Trong khi đó thì Trương Hoàng Trung đã có điểm số đầu tiên của mình trong ngày hôm nay. Đá của trên bàn ghế dự bị. Và vừa rồi là pha xử lý tuyệt vời của Nhục. Pha block rất khó tin của Sang Nhục. Nhưng em Sang Nhục được kiến tạo của Sang Nhục cho Lê Khắc Đăng Khoa. Màn ra mắt của mình tại VBA mùa này ở trận ra quân của Hà Nội Buffaloes với một sơ đi 3 pha đến 3 liên tiếp thành công. Đó của ta Jinser. Jinser đối mặt cùng với Đinh Tiến Công và đây là Trương Hoàng Trung. 3 điểm cho Trung trước. Rất khó khi ở dưới rổ của Catfish đó là Yevhen Chanyuk. Một mẫu trung phòng thi đấu đầy khó chịu. Chanyuk là mẫu trung phòng châu Âu điển hình. Có gì phải vội cả. Chắc chắn là Catfish muốn tận dụng tối đa 24 giây kiểm soát bóng của mình. Và đó là Đinh Thanh Tâm. Nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được đẳng cấp và cái chất từ cầu thủ lão luyện này. Bóng với rất nhiều những thay đổi về mặt con người. Có những cầu thủ già dơ, lão tướng, có những cầu thủ rất trẻ và lần đầu tham dự VBA. Đôi tay của Đinh Thanh Tâm. Hai pha ném ba thành công liên tiếp của Tâm Đình và giúp cho Catfish bây giờ đang dẫn trước Hà Nội Buffaloes với tỷ số là 24-11. Hai điểm đầu tiên trận này của Tuân Catch and Shoot. Jimmy Nguyễn đã tạo điều kiện để cho Giang Nhúc có N1. Một pha xử lý rất tệ. 7-13. Công Đình. Devin. Tay của Nguyễn Tiến Dương. Và Dương Đại Bàng lại ném ba thành công rồi. Hassan Thomas. Điều chuyển cho Devin Peterson. Đây là chơi bóng. Yếu tố ngoại binh luôn đóng vai trò rất quan trọng với mọi đội bóng. Rất hay pha phối hợp giữa bộ đôi ngoại binh bên phía Cần Thơ Catfish. Mặc dù quá hay của Yevhen Chanyuk. David Peterson. Hassan Thomas. Nguyễn Tiến Dương. Rất hay pha fake và sau đó là đường chuyền quá lộ của Yevhen Chanyuk. Và hai điểm vô cùng đơn giản thuộc về David Peterson. Một steal và Yevhen Chanyuk. Đây là Đinh Thanh Tâm. Ném ba tuyệt vời của Đinh Thanh Tâm. David Peterson. Rất hay. Chanyuk đối mặt của Eric Fedrick. Eric Fedrick quá mượt với pha sút. Đặng Thái Hưng. Cú ném của Đinh Thanh Tâm. Tâm Đinh đã ném 3-0. Điểm số bình quân tốt thứ hai tại giải. Anh đã có trung bình 25 điểm trong 4 trận đã qua. Rất hay, ghi bao và ghi điểm cho Yevhen Chanyuk. Tăng còn lại của đội đầu trận đấu chỉ tính bằng giây nữa thôi. Cách biệt đang là 7 điểm cho Hà Nội Buffaloes. Kiến tạo của Hassan Thomas và tình huống lên rổ rất chan nhúc, người đang đứng ở dưới rổ. Tâm Đình. Tâm Đình đang ném quá cháy vào với nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi phần sau của màn so tài giữa Cần Thơ Catfish và Hà Nội Buffaloes trận đấu trong khuôn khổ regular season của VBA mùa giải 2000 so với Hà Nội Buffaloes ở khá nhiều mặt. Có tổng cộng 5 pha ném 3 thành công so với con số 4 của Hà Nội Buffaloes. Trong đó một mình Tâm pha ra tay của anh có tỷ lệ chính xác là rất thấp. Vượt tờ rất hay. Điểm ném tốt của Đinh Tiến Công. Vẫn đang
là chưa cao, anh mới thành công một pha ném ba thôi. Đường chuyển bóng rất hay và sau đó thì đã có Tyson cuối cùng. Hà Nội Buffalo áp sát các cầu thủ Catfish đã lên một mạch 4 điểm. Vừa rồi là pha Greg Frederick. Người khác đăng khóa, bàn shot quá tốt. Và bây giờ sẽ là phản công cho Cần Thơ Catfish. Tâm đỉnh. Nhưng anh sang nhúc. Đình Thành Tâm. Vẫn là những pha giả tay thương hiệu của kỳ vàng son của anh. Bởi vì Tâm Đỉnh đã giành MVP của giải đấu. Và cùng với Cần Thơ Catfish lên ngôi vô địch Vin Peterson. Những cách biệt giải đội vẫn đang là tương đối lớn vào lúc này. Quá tuyệt vời. Một pha hai lần suy giảm phong độ rõ rệt. Đình Thanh Tâm. Bây giờ thì Tâm Đình đã ném trượt mất rồi. Nhưng sau đó có 2 điểm cho Hưng 4. Đường chuyển ra cho Nguyễn Tiến Dương. Rất khó khăn. Cần Thơ đang phòng ngự tốt. Thời gian của đợt cầm bóng này không còn nhiều nữa. Và đã có buzzer beater với cho Cần Thơ Catfish. Anh Tuấn đã vào sân về phía Catfish. Và đó là cú ném ba không thành công của Lê Khắc Đăng Khoa. Ngay lập tức thì Đặng Thái Hưng đã rất chủ động. Thì đã sở hữu 15 điểm và 9 rebound trong 3 hiệp đã qua. Dakota Zinser vừa cân bằng điểm số phạt là 50%, rất ổn định. Không chỉ trận này mà trong nhiều trận khác. Cú ném của David Peterson vẫn là những pha ném rất khó của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. David. Lần này thì là được cứu tạo hay. Một pha chuyền bóng cực thông minh của David Peterson. Dàn cuối trận. David Peterson. Eric Frederick. Và block tuyệt vời của những bên Sang Nhúc. Đây là Sang Nhúc đối mặt của Eric. Eric thì vẫn đang trận hay trận dở. Rất khó đoán định cầu thủ này thực sự là một cầu thủ như thế nào. Tiến công được truyền cho David Peterson. Rất tốt. Tình huống tiếp ứng kịp thời của Hassan. Eric Frederick. Cú ném ba của Eric rất tốt. Hassan Thomas. Bóng từ tay của Eric Frederick lại ném ba. Lần này cú ném của Eric là rất thiếu chính xác, nhưng đã có Hassan Thomas rebound và ghi điểm. Nhanh của David Peterson. 2 điểm cho David. Cái biệt giải đội chỉ còn là 4 điểm thôi. Nhưng anh Sang Nhúc rất hay. Và kiến tạo của Sang Nhúc để Đặng Thái Hưng ghi điểm. Đều ghi điểm. Và để mất bóng rất ngớ ngẩn của Đinh Tiến Công. Turnover đã mang tới Sang Nhúc. Đinh Tiến Công. Eric Frederick. Phía trong chỉ là Đặng Thái Hưng thôi. Một cầu thủ nhập. Và trận đấu đã dừng lại 74-68. Xin chúc mừng Cần Thơ Catfish một thắng lợi cực kỳ xứng đáng với những gì mà Tâm Đình, Trung Trường, Thái Hưng cũng như là những anh Sang Đúc đã thể hiện ngày hôm nay.